Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và hôm nay thì tôi lại có mặt ở hội chợ xuất nhập khẩu hàng Quảng Đông Trung Quốc tại Việt Nam 2019. Hôm nay đã là ngày thứ hai ở đây rồi và chúng ta hãy cùng đi tham quan xung quanh các cái gian hàng khác xem là có những cái gì đặc biệt ở trong này không nhá. Theo chân tôi nào. Trước mắt chúng ta đây là một cái gian hàng khá là lớn ở đây. Chúng ta bây giờ sẽ đi vào đây để cùng xem có những cái sản phẩm công nghệ nào đặc biệt đáng thu hút. Hoàn toàn lơ lửng rồi. Đây là máy điều hòa ấy. À, máy làm mát bằng nước. Nên mình sẽ đổ nước vào trong này xong rồi nó đổ nước vào trong này sau là nó sẽ dùng máy bơm ở đây. Nó bơm nó chảy vòng quanh. À. Nó tưới vào những cái tấm làm mát này, tạo ra thì cái tấm làm mát này nó thẩm thấu nước và nó tạo ra cái hơi lạnh. Nó bốc hơi nước lên, hơi lạnh và cái này thổi ra ngoài. Nhưng mà được cái nó thổi ra ngoài nó sẽ không thổi ra hơi nước. À, nó chỉ thổi ra hơi mát thôi. Nó khô và gió mát thôi. Vâng. Anh cảm ơn em nhé. Đâu rồi, cảm ơn. Cảm ơn ạ. Đồng hồ thông minh, smartwatch. Ở đây thì cũng có những cái con robot khá là hay ho, có những cái màn hình ở trên này nhìn rất là giống những con chó, không biết để làm gì đấy. Có vẻ đây toàn là người Trung Quốc rồi, không biết nói chẳng hạn. Karaoke này là TV, smart TV và những chiếc TV siêu to khổng lồ như cái màn máy chiếu. Con robot tự lắp ráp điện thoại rất là nhanh.
Sau khi mà tham quan khu trưng bày thứ nhất thì chúng ta sẽ cùng đi sang khu gian hàng thứ hai ở bên này. Bên này thì hôm qua chúng ta đã không được đi tham quan hết. Bán gạo ốp điện thoại. Đây lại xuất hiện thêm một số những cái tay robot như thế này. Tôi nghĩ đây là một chiếc máy cắt CNC rất là chuẩn xác. Sang đến gian hàng bên này thì như kiểu là một thế giới đèn, tất cả các thể loại đèn LED, đèn trang trí. Đây là công nghệ gì? Trông về thiết kế bóng đèn rất là đặc biệt, không nhìn thấy bóng đèn LED. Đèn live stream. Quạt trần kiêm đèn trang trí. Này, lại một thế giới đèn nữa. Rất là nhiều những họa tiết trang trí rất đẹp. Thank you.
sang đến bên này là một loạt những các cái mũ quan để khắc CNC. Rất là nhiều các cái mũ. Đây là các cái mũ quan. Có vẻ như tôi cầm chiếc máy quay này hơi bị chú ý một chút. Rất nhiều người nhìn tôi. Đây chúng ta có một cái quầy có đầy đủ tất cả các thể loại đồ dùng. Đây có các cái loại gia vị để ướp sốt này. Bánh kem cá. Kem. Các loại kem. Bánh. Và đây là gậy. Hình như là gậy chụp ảnh tự sướng. À đúng rồi, gậy chụp ảnh. Kiêm chức năng quay phim và còn nhiều chức năng nữa. Rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp. Sạc dự phòng và sạc không dây. Rất nhiều đồ dùng ở đây. Có cả một cái chắc là chổi chải lông chó đó. Bên này là các loại đồ chơi cho bé này. Đó, rất nhiều đồ chơi, váy vóc. Nhiều đồ quá. Cốc giữ lạnh, cốc nhà giữ nóng. Ở đây có cả đồng hồ. Nhiều đồng hồ. Đây là khu trưng bày bình gốm. Ở đây chúng ta có một cái ngôi nhà được thiết kế rất là đẹp, không biết trong này là cái gì. À, trong này là khu trưng bày nội thất của phong cách Nhật Bản ha. Tất cả mọi thứ đều rất là rộng. Phong cách Nhật Bản. Đi lòng vòng rất là nhiều rồi. Quên cả đường về gian hàng của DJI luôn. DJI của chúng ta đây rồi. Chúng ta có một chiếc đàn piano giá hơn 2 tỷ. Ở đây nhiều người.
vừa xong là một vòng hội chợ Quảng Đông ngày thứ hai của chúng tôi. Và nếu các bạn chưa kịp lên đây để trải nghiệm sản phẩm thì vẫn còn một ngày nữa, đó là ngày 30 tháng 9 ngày mai, chúng ta có thể lên đây và trải nghiệm những cái sản phẩm của DTI ở đây. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên để lại một like cũng như là subscribe để cho chúng mình có động lực làm thêm video tiếp theo nhé. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.